Theo hãng tin AFP, Canebo Comestic cho biết các sản phẩm làm trắng da này có hoạt chất 4-HPB do công ty tự phát triển. Một số khách hàng sau khi sử dụng các sản phẩm làm trắng da trên, da của họ xuất hiện những mảng trắng bất thường. Canebo Comestic nghi ngờ tình trạng trên xuất hiện từ hoạt chất 4-HPB. Tổng cộng, công ty này thu hồi 450.000 sản phẩm đã bán hoặc đang được lưu trữ trong kho tại Nhật, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam.